lại trở thành người đi dọn vườn. Mình sẽ cắt cái hò bớt đi. Bớt đi các bạn, bớt đi cho nó ra lọc mới và ra hoa mới. Lọc mới cái này, cái hoa này cũng rất đẹp này, hoa này cũng rất đẹp nhưng mà lụi quá này. Nhà để chăm sóc hoa các bạn này, hoa đẹp chưa các bạn, hoa có đỉnh luôn, có đẹp, có đẹp luôn, đẹp rời luôn. Đây các bạn, nó lên, mới lên lọc mới được. Nó có hoa mới được. Rất đẹp. Hoa wow.